Thân mến, chào quý bà con nông dân trồng chanh không hạt. Hôm nay kênh Chanh Không Hạt Mekong sẽ hướng dẫn cho quý bà con cách cắt tỉa cây chanh không hạt từ lúc mới trồng cho tới khoảng 6 tháng đến 1 năm. Thì đây là một cây chanh mà nhà vườn mới đặt trồng cách đây khoảng 1 tuần. Để mà cắt tỉa cây chanh không hạt từ lúc mới trồng thì bà con sau khi đặt xuống 1 tuần thì một số cây chanh nó sẽ nhú đọt non như thế này. Đó. Tức là khi mà chúng ta đặt cây chanh không hạt xuống á, thì chúng ta sẽ không làm gì cả để cho nó ổn định cái bộ rễ, không gãy phân, không cắt tỉa. Để khi mà chúng ta quan sát một thời gian một tuần lễ sau khi trồng á, mà thấy nó có xuất hiện những cái đọt non nó nhú như thế này, chúng ta bắt đầu cắt tỉa. Thì cắt tỉa thì cũng không có cắt nhiều đâu, chúng ta chỉ cần dùng kéo cho ta cắt cái đọt nó thôi, cắt cái đọt nó xuống khoảng chừng 2 phân, bà con thấy không? 2 phân chúng ta cắt cái đọt nó đi, đó, thế là xong. Rồi chúng ta đợi tới khoảng tháng thứ 2, tháng thứ 3 khi mà cây nó nhú đọt non á và cây nó phát triển thêm cành và lá nhiều nữa thì chúng ta mới bắt đầu cắt tỉa nữa. Và bà con cũng lưu ý là chúng ta không nên cắt tỉa quá sâu cái cây chanh mới trồng. Chúng ta chỉ cắt một đoạn ngắn thôi, từ cái đọt xuống khoảng 3 phân, 4 phân là ok. Có một số nhà vườn thì cắt sát xuống luôn, cắt cái gốc khoảng 1 tấc, 2 tấc thì điều đó là không nên. Tại vì khi mà cây chanh nó phát triển đọt non á thì nó sẽ đầm đọt gần cái gốc. Thì sau này cây chanh nó lớn lên á thì những cái cành lá nó sẽ sát mặt đất, chúng ta rất là khó quản lý. Cành nhánh hoặc là trái bông hái chanh thì cũng sẽ rất là khó khăn, rễ phân cũng sẽ khó khăn. Cho nên là chúng ta không cần phải cắt nhiều, chúng ta cắt từ trên đọt xuống chừng 2 phân, 3 phân là ok. Chờ cho tới khi mà cây nó phát triển thêm cành lá nữa thì chúng ta hãy tiến hành cắt tỉa nhiều hơn. Bà con xem lại cây chanh nhé. Bà con thấy đây là cây chanh mà khi mà mình đã cắt tỉa sau khi trồng xuống được 1 tuần thì mình cắt tỉa, thì sau khoảng thời gian khoảng 3 tuần sau thì cây nó cũng đã đâm chồi cho non. Thì tới lúc này thì bà con phải nhanh chóng là phun thuốc, sau phải bùa. Nếu mà mùa mưa thì có thể kết hợp thêm thuốc ghẻ nữa để phòng chống bệnh ghẻ ha, để cho cây nó không có bị ghẻ, để sức sống của cây nó tốt hơn. Tiếp theo là bà con thấy đây là một cây chanh được trồng khoảng 3 tuần. Sau khi trồng suốt 3 tuần thì những cái đọt non nó cũng đâm chồi. Sau khi mình cắt tỉa cái đọt lúc trước á thì nó cũng đã đâm chồi như thế này. Thì tất nhiên là khi mà cây nó cái đọt nó chưa có già thì mình cũng không vội gì mình cắt thôi ha. Nó mới chỉ có ngã lụa thôi, chưa có già gì hết. Thì bà con cũng lưu ý là giai đoạn 3 tuần như thế này, cái lá, cái cành nó còn non như thế này á, cũng đừng nên vội cắt tỉa, chờ nó già thì bà con hãy cắt tỉa nha. Hello bà con, thì đây là một cây chanh mà sau khi đã trồng được 2 tháng, gần 2 tháng, khoảng 30-40 ngày gì đó, thì khi mà mình cắt tỉa lúc mới trồng thì cây nó cũng sẽ đâm đọt. Bà con thấy những cái đọt này nó già hết rồi. Thì đây là giai đoạn chúng ta bắt đầu cắt tỉa đợt 2. Lúc này là bà con sẽ thấy là ngay chỗ dưới gốc ghép á. Đây, cái gốc ghép nó nằm trên đây. Đây, gốc ghép nó nằm đây. Cái gốc để ghép cái mắt ghép vào á thì có một cái nhánh chanh của cái gốc ghép, nó không phải là chanh không hạt. Nó sẽ mọc lên thì rất là dễ phân biệt cái nhánh chanh này với cái nhánh chanh không hạt của mình á, là nó có rất là nhiều gai. Con để thấy rất là nhiều gai đây, tôi zoom lên cho bà con thấy đó. Cái nhánh chanh này là nó sẽ có gai bà con, rất là nhiều gai luôn. Thì nhánh chanh này mình sẽ loại bỏ đi trong cái đợt cắt tỉa đợt 2 này.
thì đây là những cái nhánh mà mình phải loại bỏ ngay. Có một số nhà vườn không biết thì chừa cái nhánh này lại mà cắt bỏ đi cái nhánh chanh không hạt. Thành ra là khi trồng tới 4-5 tháng thì vườn thì toàn là chanh gai thôi chứ không có chanh không hạt. Mình phải đốn bỏ, trồng lại ngay từ đầu. Là rất là phí, rất là tiếc ha. Thì bà con chú ý cái phần này. Mình phải cắt bỏ cái nhánh này ha. Cắt sát xuống luôn. Đấy, mình tiêu hủy cái nhánh này. Đó là cái cắt tỉa cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái đọt non ở trên lúc trước á, thì nó bây giờ nó đã già lại rồi. Thì bà con sẽ cắt tỉa thế này ha. Thì chúng ta sẽ để ý những cái nhánh nào mà nó dài nhất. Đây cái nhánh này nó dài nhất nè. Thì mình sẽ canh từ cái chẵn 3. Cái chẵn 3 của cây ở đây lên phía trên khoảng 3 tấc là mình nhấp một cái. Cắt đọt một cái. Đấy. Là xong. Nhánh thứ hai. Cái loại nhánh thứ ba là những cái nhánh mà nó đã phân nhánh nhỏ. À, nó giống như là cái chân vịt vậy đó. Tức là một nhánh nhỏ nó sẽ bung ra khoảng 3 nhánh nhỏ hơn. À, thì những cái nhánh này nó sẽ không có dài. Thế thì mình cũng sẽ cắt luôn, nhưng mà mình cắt cái chỗ mình cắt là mình cắt ít thôi. Cắt vô chừng khoảng nửa phân hay là một phân thôi là ok rồi. Tất nhiên là khi mà nhánh nó già và con mới cắt nha. Ừ, nhánh mà non quá thì cắt nó cũng không có tác dụng gì đâu. Đó, thì mình cắt những cái nhánh này nó ít thôi, vô khoảng một phân thôi. Mình cắt hết cây luôn. Chỗ nào có nhánh là mình cắt. Nhánh dài thì bà con cắt như tôi cắt hồi nãy là khoảng 3 tấc, chưa là khoảng 3 tấc. Còn những cái nhánh nhỏ nhỏ nó đã phân nhánh rồi thì bà con cắt ít thôi, cắt vô một chút thôi là ok. Đấy. Đấy là cái giai đoạn mà cây trồng khoảng 2 tháng bà con tiến hành cắt tỉa đợt 2. Thì những cái nhánh mà tôi nói tóm lại để bà con nhớ á, cái nhánh thứ nhất là cái nhánh mà không phải là chanh không hạt, nhánh gai ngay gốc ghép mình cắt bỏ. Nhánh thứ hai là những cái nhánh mà nó dài bất thường đó. Nó phát triển quá tốt, nó quá dài thì mình cắt, mình chừa lại khoảng 3 tấc thôi từ cái chẵn 3 này nè. Từ chẵn 3 này lên mình chừa lại 3 tấc, cắt cái đọt bỏ. Và những cái nhánh mà nhánh thứ ba là những nhánh mà nó đã phân nhánh rồi á, nhưng nó không có dài thì mình cũng cắt luôn, nhưng mình cắt cái mức độ ít thôi, cắt vô khoảng nửa phân tới một phân. Thì sau khi cái phân cây nó sẽ bắt đầu nó đầm đọt, cây nó ra thêm đọt non mới, nó tiếp tục nó phát triển và cây nó sẽ bung tàn rất là đẹp. Hello bà con, tiếp tục cái hướng dẫn cắt tỉa cành đối với cây chanh mới trồng. Thì vào tháng thứ 3 chúng ta sẽ tiến hành cắt tỉa đợt 3. Thì lúc này cây chanh nó cũng đã tàn, nó cũng đã khá nhiều rồi. Chúng ta sẽ tiến hành cắt tỉa thế này ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ tiếp tục cắt bỏ những cái nhánh chanh không phải là chanh không hạt. Thì tháng thứ 3 nó cũng sẽ mọc lên khá là nhiều. Nên bắt đầu mình cắt tỉa những cái nhánh đó ha. Hai bà con thấy đây là cái nhánh chanh không phải là chanh không hạt, nó có gai ha bà con. Chúng ta cũng sẽ cắt bỏ nó luôn. Đó. Kéo nó ra ngoài. Và cái loại nhánh thứ hai là những cái loại nhánh mà nó sát gốc. Nó là chanh không hạt nhé, nhưng mà nó nằm sát mặt đất quá, như nhánh này. Đó, nó cách mặt đất chừng khoảng nửa tấc tới một tấc thôi. Mình cũng sẽ cắt bỏ. Tại vì nếu mà mình không cắt sau này cây nó lớn lên á, nó sẽ chạm đất, nó quằn trái xuống đất, mình khó quản lý lắm. Thành ra là ngay từ ban đầu khoảng 3 tháng là mình cắt bỏ nó đi. Còn tiếp tục cắt, đây là loại nhánh thứ hai. Đấy, tương tự đối với cây này mình cũng sẽ cắt bỏ những cái nhánh nào nó xà sát mặt đất nè. Đây nhánh này đây, mình sẽ cắt bỏ. Đó. Nhánh mà nó nằm xéo bất thường á, sẽ cắt luôn để cho cái gốc phía dưới mình nó được chống thông thoáng, sẽ ít bị xì mũ hay là những cái loại nấm nó phát triển dưới gốc á, nó hạn chế đi.
Hay sau khi mà mình cắt tỉa những cái nhánh mà nó nằm sát mặt đất á, thì cái gốc của nó sẽ chống như thế này. Thì tiếp tục mình sẽ cắt cái loại nhánh thứ ba là những cái nhánh mà nó dài bất thường, hay những cái nhánh này nha, như những nhánh này nè, mình còn thấy nó dài bất thường á, ra là mình sẽ cắt để cho nó nhỏ lại. Thì cũng quy tắc tương tự, tức là mình sẽ tính từ cái chẵn ba nè ra ngoài, thì tới đây thì nó đã phân nhánh rồi nè, thì mình tính từ cái chẵn ba thứ hai này. Đó, nhánh này lên, từ chẵn ba này lên khoảng 3 tấc thì mình cắt bỏ cái đọt. Đó, tiếp tục từ chẵn ba này ra ngoài này, nó dài khoảng 5 tấc 6 tấc, mình cắt là cho nó còn khoảng 3 tấc thôi. Rồi mình nhấp, mình cắt đây. Đó, thì cái nhánh nó sẽ nhỏ lại. Khi mình bón phân thì những cái mắt cây ngay chỗ này nó sẽ tiếp tục nó đâm đọt ra, thì cái nó sẽ tròn lại ha. Đây, phía dưới này nó cũng có một nhánh khá dài nè, và con thấy là từ cái chẵn ba mà nó dài ra tới ngoài này luôn, thấy gâu gần 6 tấc. Mình cũng sẽ cắt cho nó nhỏ lại nha bà con. Đó, cắt cho nó ngắn lại, còn khoảng 3 tấc thôi. Thì khi mà nó đâm đọt non cây, nó cái tàn nó sẽ tròn như nước là đẹp. Mình cắt bỏ, tiếp tục với tất cả các nhánh còn lại. Nếu mà nó dài hơn 3 tấc thì mình sẽ cắt bỏ. Đây này, đây có một nhánh này, cắt bỏ nè. Nhánh trên cùng nó dài hơn 3 tấc mình cũng sẽ cắt luôn nè. Đó là cái loại nhánh thứ ba, khi mà cây được 3 tháng, có thể 4 tháng mình cũng cắt được. Cái loại nhánh thứ tư là những cái loại nhánh mà mình cũng đã cắt trong giai đoạn 2 tháng, là những cái nhánh nó đã phân tàn nhỏ vậy nè. Nó đã đạt chuẩn 3 tấc rồi, nhưng mà mình cũng sẽ cắt luôn. Nhưng mình không có cắt nhiều như là cái nhánh dài 5 tấc 6 tấc, mà mình sẽ cắt vô khoảng 2 phân thôi. Ấp thôi, 2 phân thôi, để kích thích cây nó tiếp tục ra đọt. Đây, những cái nhánh này đây, cắt vô ít thôi, không cần phải cắt nhiều. Đó, hai nhánh này đây, cắt ít thôi, không cần phải cắt nhiều. Và bà con lưu ý là không phải lúc nào mình cũng cắt tỉa cây chanh ha, không phải nhánh nào mình cũng cắt. Những cái nhánh mà nó non như thế này thì không thể nào cắt được. Những cái nhánh này nó dài nữa nhưng mà nó còn non ấy, thì bà con không nên cắt, mà phải đợi cho nó già, nó xanh, nó lụa lại giống như những cái nhánh này thì mình mới cắt được. Còn lúc mà nó còn non này mà mình cắt thì nó cũng không có tác dụng gì đâu. Cái quy trình cắt thì nó đơn giản vậy thôi. Có khoảng 4 loại nhánh mà chúng ta cần phải cắt. Đó là nhánh gai dưới gốc, nhánh không phải là chanh không hạt. Cái loại nhánh thứ hai là những cái nhánh mà nó sát gốc, nó là nhánh chanh không hạt nhưng mà nó sát gốc, nó làm cho cái cây chanh của mình nó xấu đi bởi những cái nhánh nó xạ như mặt đất. Cái loại nhánh thứ ba là những cái nhánh dài bất thường ở phía trên, thì mình cắt ngắn lại còn 3 tấc tính từ cái chẵn ba của cây. Và cái loại nhánh thứ tư là những loại nhánh mà nó đã phân tàn được như thế này nè, mình cắt vô ít thôi, khoảng từ 1 phân đến 2 phân là ok. Thì bà con tiếp tục cắt tỉa theo cách như thế mỗi tháng một lần, đối với những nhánh đã già và dài bất thường. Và những nhánh non thì mình đợi khi nào nó già thì mình cắt thôi. Hàng tháng như vậy bà con đi thăm vườn, bà con cắt tới tháng thứ 5, thứ 6 thì bà con ngưng cắt tỉa. Nghĩa là mình cắt liên tục từ tháng thứ nhất mình trồng, tháng thứ hai mình trồng, tháng thứ ba mình trồng, kéo dài cho tới tháng thứ 6, mỗi tháng mình cắt tỉa một lần với 4 loại nhánh mà tôi đã hướng dẫn vừa rồi. Và tới tháng thứ 6 thì bà con ngưng cắt tỉa, không cắt tỉa nữa, đợi cho cây lớn tới khoảng 1 năm thì bà con tiếp tục quay lại cắt tỉa theo cái cách mà tôi đã hướng dẫn. Cứ như thế thì cây của chúng ta nó sẽ phát triển tốt, và cái hình dạng cây nó sẽ tròn, sau này chúng ta sẽ dễ quản lý tàn, dễ quản lý tán,
hái chanh 4 phân xịt thuốc được cũng sẽ rất là dễ dàng. Chúc bà con chăm sóc vườn chanh của mình thật là tốt và áp dụng các biện pháp kỹ thuật cắt tỉa. Còn các loại thuốc mà để phun xịt sau khi cắt tỉa thì tôi sẽ làm một cái clip tiếp theo. Tôi sẽ chỉ cho bà con một số loại thuốc để cắt tỉa để hạn chế được bệnh sau khi cắt tỉa và kiểm soát được những cái dịch bệnh sau khi cây nó ra đột ngột. Cảm ơn bà con đã xem clip của Chanh Công Nghệ Mekong. Hẹn gặp lại bà con ở các clip tiếp theo. Bye bye.